khoảnh khắc gây sốt, vừa nhất bác bị bế bổng như em bé, mê, mê cứu tôi với, khiến fan thi nhau nhận là thủ phạm. Khoảnh khắc đáng yêu của Vương Nhất Bác tại sâu nhảy xứ Trung đang được các fan chia sẻ trên mạng xã hội. Chương trình Street Dance of China mùa 4 đang đi tới tập 6 với những màn thi đấu đầy căng thẳng. Dù tính chất gam go, nhưng những khoảnh khắc của các đội trưởng cũng được các fan chộp nhiệt tình và mang đến bầu không khí vui vẻ. Mới đây, khoảnh khắc của Vương Nhất Bác được hé lộ trong tập phát sóng tới cũng được các fan chia sẻ trên mạng xã hội. Những biểu cảm của Vương Nhất Bác được các fan vô cùng quan tâm tại Street Dance of China. Trong khi đó không thể không nhắc đến giây phút đội trưởng Vương Nhất Bác bị bế bổng và vác đi như em bé. Biểu cảm mê mê cứu tôi với khiến cho các fan muốn cười rất hàm vì sự đáng yêu của chàng idol sinh năm 1997. Thậm chí các fan girl của Vương Nhất Bác còn thi nhau nhận mình là thủ phạm để có diễm phúc vác anh chàng. Không biết ai là người cả gan bế vương nhất bác, nhưng khoảnh khắc này cũng làm người hâm mộ tò mò, không biết chuyện gì đã xảy ra. Giây phút biểu cảm cứu tôi với của vương nhất bác khiến các fan thích thú. Cùng trong tập phát sóng tiếp theo, màn nhảy đập búa quen thuộc được vương nhất bác thể hiện cũng gây chú ý không kém. Những khoảnh khắc vô cùng đặc biệt khi đội trưởng vương thể hiện vụ đạo trong chương trình đã để lại rất nhiều ấn tượng cho người xem. Vương nhất bác là một trong những đội trưởng gây chú ý nhất tại Street Dance of China. Triều Lê Dịnh đụng phái hiểu với Suzy đều là nàng thơ của nhà mốt đình đám Dior, vì thế nhiều lần Triều Lê Dịnh và Suzy mặc đụng hàng. Xuất hiện trong bộ ảnh tạp chí mới đây, Triều Lê Dịnh diện nguyên set đồ Dior gồm áo cardigan đến chân váy xòe kèm theo đôi giày sneaker khoe vẻ đẹp ngọt ngào trong trẻo. Mỹ nhân hữu phị còn để kiểu tóc nhuộm hai lai hồng mang đến cảm giác trẻ trung cá tính. Nhiều cư dân mạng đã nhận ra thiết kế này từng được Suzy chọn diện lên trên bìa tạp chí, tuy nhiên tình đầu quốc dân lại mang đến cảm giác khác hẳn. đụng cả set đồ hàng hiệu, chiều lệ diện được nhận xét đẹp thuần khiết, nên nạ. còn suzy mix thêm áo thun họa tiết và túi đeo chéo năng động, cá tính. trước đó, chiều lệ diện và suzy từng nhiều lần đụng hàng trang phục dior, nữ diễn viên họ chiều mix thêm một chiếc thắt lưng nhỏ xinh, khoe được vòng eo thon thả, tôn dáng. không phải lúc nào chiều lệ diện cũng được nhận xét đẹp hơn suzy khi đụng hàng. Đơn cử là mẫu váy đen tối giản này, tình đầu quốc dân trông bắt mắt hơn nhờ vóc dáng cân đối, có da có thịt, trong khi Triều Lệ Dịnh bị trừ điểm vì thân hình quá gầy. Khi cùng diện xét đồ đầy phá cách, thì Triều Lệ Dịnh bị cho là không có khí chất sang trọng. Cách phối đồ của cô bị cho rằng an toàn và nhạt nhòa so với mỹ nhân xứ Kim Chi. Không ít lần Triều Lệ Dịnh mặc đồ hiệu bị chết xấu tơi tả. Thậm chí nhiều người còn cho rằng Dior đã sai lầm khi những thiết kế của hãng lại bị dìm bởi chín đại sứ của mình. Chiếc áo kệ sọc Dior đắt giá mà Triều Lê diện mặc trông khác hẳn với sản phẩm trên sàn Catwalk. Nhiều fan không ngại góp ý thẳng rằng nhìn nữ diễn viên không khác gì đang mặc hàng chợ. Người đẹp si bít liên tục bị phản ánh vì thần thái không toát lên vẻ khí chất, sang chảnh, biểu cảm một màu nhìn phát chán. Chiều lệ diện diện mẫu váy của Oscar de la Renta với phần eo được cắt may hai tầng nối dài. Không hề phù hợp với thân hình lưng dài và chân ngắn, vì thế trang phục càng phá dáng của người đẹp. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.